có thể nuôi dưỡng tình cảm, ở tay kê làm cho con người trở nên tốt hơn. Trên đường đời của em, đàn cần những sách hay dẫn lối, thông qua việc đọc sách, thông qua việc học tập và giáo dục, dạy cho em trở nên tốt hơn, từ đó có được tương lai tốt đẹp hơn. Các bạn hãy cùng theo chân mình và tham gia đi về chủ trường. Sớm, Tích Chu ở với bà. Hằng ngày, bà phải làm việc quần quật, kiếm tiền nuôi Tích Chu. Có thứ gì ngon, bà đều để dành cho Tích Chu. Ban đêm, khi Tích Chu ngủ thì bà thức quạt cho cậu bé. Thấy bà thương Tích Chu như vậy, có người nói: bà ơi, lòng bà thương Tích Chu cao hơn trời, rộng hơn biển. Lớn lên, Tích Chu sẽ không khi nào quên ơn bà đâu. Thế nhưng lớn lên, Tích Chu lại chẳng thương bà. Bà thì vất vả làm việc, còn Tích Chu thì suốt ngày rong chơi. Vì làm việc vất vả, ăn uống lại kham khổ, nên bà bị ốm, bà lên cơn sốt, nhưng chẳng ai chăm sóc. Còn Tích Chu thì mãi rong chơi với bạn bè, chẳng để ý gì đến bà đang bị ốm. Một buổi trưa, trời nóng nực, cơn sốt lên cao, bà khát nước quá liền gọi: Tích Chu ơi, cho bà ngụm nước, bà khát khô cổ rồi. Bà gọi một lần, hai lần, rồi ba lần, nhưng vẫn không thấy Tích Chu trả lời. Mãi sau khi Tích Chu thấy đói mới chạy về nhà, Tích Chu ngạc nhiên hết sức, thấy bà biến thành chim và vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng hốt kêu lên: bà ơi, bà đi đâu? Bà ở lại với cháu, cháu sẽ mang nước cho bà. Bà ơi, bà nói cu cu cu, cu cu cu, chậm mất rồi cháu ạ. Bà khát quá, không thể chịu nổi, phải hóa thành chim để bay đi kiếm nước. Bà đi đây, bà không về nữa đâu. Nói rồi chim vỗ cánh bay đi. Tích Chu hoảng quá chạy theo bà, cứ đuổi theo hướng chim bay chạy mãi. Cuối cùng Tích Chu gặp chim đang uống nước ở một dòng suối. Tích Chu gọi: bà ơi, bà trở về với cháu đi, cháu sẽ đi lấy nước cho bà, cháu sẽ giúp đỡ bà, cháu sẽ không làm bà buồn nữa đâu. Cu cu cu, muộn quá rồi cháu ơi, bà không trở lại được nữa đâu. Các bạn có muốn biết sau khi bà hóa thành chim, Tích Chu sẽ làm gì để bà trở lại thành người? Các bạn hãy tìm đọc để biết được kết quả của câu chuyện này nhé. Qua câu chuyện trên, mình rút ra được bài học về cậu bé Tích Chu hãy luôn quan tâm, hiếu thảo và chăm sóc ông bà.
xung quanh. Từ những việc làm nhỏ nhất, các bạn hãy cùng đọc quyển sách hay này nhé. Ngoài ra, mình muốn gửi đến các bạn một thông điệp. Việc đọc sách rất là quan trọng. Nếu bạn biết cách đọc sách, cả thế giới sẽ mở ra cho bạn. Câu chuyện của mình đến đây là hết rồi. Mình xin chào tạm biệt các bạn.